Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình là Kiên. Và thời gian vừa qua thì mình cũng khá là bận nên là mình cũng không có thời gian làm nhiều những cái content, nhiều những cái chuyên mục khác nhau. Chủ yếu là review mấy cái chai nước hoa đang hot trên thị trường thôi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái chuyên mục Q&A, video số 4 trong chuyên mục này, và trả lời cho các bạn những cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình mà mình không có thời gian, là mình đã hứa rằng là mình sẽ trả lời trong chuyên mục Q&A này. Thì chúng ta cùng nhau vào đấy câu hỏi số 1 luôn nha. Chúng ta cùng nhau đi đến câu hỏi số 1 của bạn Đặng Ngọc Thành. Bạn hỏi rằng là thời tiết mùa hè thì giữa Dior Homme Cologne và Dior Homme Sport, anh ưa thích dùng chai nước hoa nào hơn? Thì đầu tiên là mình muốn hỏi rằng là nếu như bạn không biết là bạn ở Sài Gòn hay Hà Nội. Nếu như bạn ở Sài Gòn ấy, thì mình thấy rằng thời tiết Sài Gòn nó không quá nóng bức như ở ngoài Hà Nội. Thì cái việc các bạn lựa chọn một chai nước hoa giữa Dior Homme Cologne và Dior Homme Sport ấy, thì các bạn thích mùi nào thì bạn dùng mùi đấy thôi, nó cũng không quá là quan trọng. Còn nếu mà ở ngoài Hà Nội thì thời tiết có thể lên đến 35-40 độ, thì cái việc bạn sử dụng Dior Homme Cologne vào thời tiết đó thì nó dễ chịu hơn. Tại vì mùi của Dior Homme Cologne thì nó thứ nhất là nó rất là fresh, nó rất là sạch sẽ, và nó rất là gọi là dễ chịu, không gây khó chịu cho những người xung quanh và cả bản thân. Nếu như em đấy thì mình thấy rằng là xịt tầm 10 shot, 15 shot, 20 shot thì nó cũng không hề khó chịu. Còn nếu mà đi Home Sport thì mình sẽ sử dụng vào thời tiết nhiệt độ tầm dưới 35 độ, hôm nào trời kiểu âm u một chút, nhiều sắp mưa thì xịt đi Home Sport thì nó khá là tốt. Tại vì mùi hương nó có phần mạnh mẽ hơn, nó có phần thể thao, nên là đó, nếu mà cân nhắc giữa hai như mình sẽ chia thời tiết như thế. Còn cứ thêm 35 độ là mình đóng Dior Homme Cologne thôi. Câu hỏi số 2 của bạn Trí Tuấn, bạn hỏi rằng là chai nước hoa Abnone Super Mercy Silver có fake không anh? Thì mình chưa thấy chai nước hoa Abnone này có fake. Đặc biệt là Club de Nuit mình chưa thấy fake này. Rồi chai nước hoa Nautica Voyage cũng chưa thấy fake. Chưa thấy, chứ không nghĩa là không có nha. Thường tại vì mình nghĩ rằng là cái việc mà những người ta làm hàng fake để người ta bán ấy, thì người ta ít nhất người ta cũng phải ăn được cái tiền lãi nó cao một chút. Chứ mấy chai nước hoa mà tầm dưới 1 triệu đồng thì mình thấy rằng là người ta ít làm, ít thôi nhá. Tại vì CK1, CKB thì cũng có fake rồi, chứ không phải là chưa có. Nhưng mà tại vì chai nước hoa đấy nó quá là hot rồi. Còn nếu mấy chai như kiểu Abnone Super Mercy Silver hay là Club de Nuit, Nautica Voyage thì mình chưa thấy fake. Đó, nên là thực ra thì lựa chọn một nơi mua uy tín thôi, thì bạn phải không lo nghĩ về cái vấn đề này nhiều lắm đâu. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi của bạn Phương Quyên. Bạn hỏi rằng là tinh dầu Dubai có nên dùng không ạ? Em thấy khá nhiều người dùng và phản hồi tích cực. Anh làm clip so sánh tinh dầu Dubai với nước hoa chiết đi ạ. Thì đầu tiên mình phải trả lời, mình sẽ trả lời từ dưới lên trên nhá. Thứ nhất là mình sẽ không làm video so sánh tinh dầu Dubai với nước hoa chiết, tại vì thứ hai nó là hai cái mảng hoàn toàn khác nhau ấy. Nước hoa nó khác tinh dầu nhá. Và để trả lời cho bạn cái mảng tinh dầu Dubai có nên dùng hay không, thì thứ nhất bạn nên hiểu thế nào là tinh dầu. Thì một chai nước hoa nó có cấu tạo gồm tinh dầu nước hoa này, rồi các chất phụ gia như là cồn, như là chất chống oxy hóa, chất quang hóa, vân 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 vân. Đó, nên là tinh dầu thì nó sẽ quyết định đến mùi hương. Nhưng mà một chai nước hoa thì nó có thể vừa có tinh dầu vừa có những cái chất khác. Và nếu như tinh dầu nước hoa không thôi thì nó sẽ không có cái việc, nó sẽ không có những cái chất phụ gia khác. Và cái việc tinh dầu ấy thì nó sẽ lưu hương khá là tốt, tốt hơn nước hoa. Và nó không có độ tỏa hương, tại vì nó không có cồn, nó không có chất gọi là chất bán dẫn để cho mùi hương có thể tỏa lên được. Và nó chỉ ở mức thoang thoảng. Tất nhiên là tùy vào đó là tinh dầu nước hoa của mùi gì, như kiểu mùi hoa hay là mùi citrus hay là mùi út, thì nó có nên là độ tỏa hương nó sẽ khác nhau. Và cái nữa mà mình muốn nói ở đây là tinh dầu Dubai, thì mình muốn hỏi cụ thể ở đây là tinh dầu Dubai đó là tinh dầu bạn mua trực tiếp từ các công ty cung cấp hương liệu, nguyên liệu nước hoa, sản xuất là tinh dầu nước hoa ở Dubai, hay là cái sản phẩm tinh dầu Dubai mà bán trên thị trường với cái giá tầm mấy trăm nghìn với một chai rất là đẹp như này. Đó, nếu mà là tinh dầu ở Dubai thì cái vấn đề đấy thì mình nghĩ rằng là bạn sử dụng thôi. Tại vì thực ra mình cũng chưa có cơ hội để tiếp xúc với những cái loại tinh dầu trực tiếp như thế, tinh dầu nguyên liệu để sản xuất nước hoa như thế. Còn nếu như mà là cái tinh dầu Dubai mà mình vừa nói ở trên ấy, nó có lọ mấy trăm nghìn ấy, thì thứ nhất là mình sẽ không bao giờ mua cái loại đấy. Tại vì sao? Tại vì với quan điểm của mình nhá, một sản phẩm để mình mua, đặc biệt là sản phẩm sử dụng vào cơ thể người mình, tại vì xịt lên da mình,
thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì có những cái yếu tố đó là về cái thông tin về sản phẩm, như là nguyên liệu của sản phẩm, trong sản phẩm đấy có những nguyên liệu gì này, thì họ có công bố ở trên vỏ chai hay là họ trên hộp chai không này, rồi tên nhãn hàng, tên sản phẩm đó có phải là một cái sản phẩm mà mình có thể tra được ở trên mạng, là công ty từ công ty nào hay không. Và cái thứ ba đó là giấy phép để được sản xuất sản phẩm, như là những cái giấy phép liên quan đến bảo vệ sức khỏe, bảo vệ y tế theo những cái luật định về nước hoa, về sản xuất tinh dầu ấy. Thì một sản phẩm phải đảm bảo ba những cái yếu tố đó thì mình mới mua. Còn những cái sản phẩm mà theo như mình tìm hiểu là cái tinh dầu Dubai mà mình vừa nói trên, thì hầu như rằng nó có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, và nhiều nguồn, mình theo nhiều nguồn tin mình tìm hiểu thì nó là hàng Trung Quốc và nó tuồn sang Việt Nam, và một số người Việt Nam thì đánh lô ôm rất là nhiều và về bán với cái lời quảng cáo đó là tinh dầu nước hoa nó sẽ bám tỏa tốt hơn, để lừa những cái bạn gọi là thiếu hiểu biết về nước hoa. Mà cái tinh dầu Dubai ấy, thì mình thấy rằng là cái tinh dầu Dubai họ bán ấy thường lại là những cái mùi hương giống với những cái mùi hương nổi tiếng như là Chanel No. 5 hay là Blue de Chanel, hay là những cái mùi hương đang hot trên thị trường, mà họ bán với cái giá là với cái suy nghĩ rằng là đấy là tinh dầu nên là nó sẽ tốt hơn. Nên là mình nghĩ rằng là nếu những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc, không rõ thông tin như thế thì chắc chắn rằng bạn nên kiểm duyệt thật kỹ. Tất nhiên là dùng thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng ngay và cũng có thể là nó không ảnh hưởng. Thì mà ít nhất là mình đã vẫn mất tiền, nên là các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về cái tinh dầu Dubai đấy. Mình nghĩ rằng là mình không khuyến khích các bạn mua sản phẩm đó trên thị trường. Câu hỏi số 4 của bạn Dương Phong, bạn hỏi rằng là có nên để nước hoa trong ngăn mát tủ lạnh hay không? Thì mình nghĩ rằng là không nên để. Tại vì sao? Thực ra thì nếu như cái thời tiết, cái nơi để nước hoa của bạn thường là các bạn sẽ để ở trong phòng ngủ của các bạn đúng không? Thì trong phòng của các bạn nếu như mà nó nhiệt độ nó ban ngày nó không quá là nắng nóng tầm 35-40 độ thì các bạn không cần thiết phải để nước hoa trong tủ lạnh làm gì cả. Tại vì như phòng mình ấy, thì ban ngày nó chỉ tầm 30 độ thôi mà mình để vào trong tủ quần áo, mà buổi đêm thì mình bật điều hòa thì mình mở tủ quần áo ra, xong rồi cái không khí lạnh nó vào tủ quần áo, xong rồi nó mình để nước hoa ở đấy, thì thứ nhất là nó sẽ đảm bảo những cái yếu tố là tránh tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp như này. Thì đèn này của mình nó cũng không quá nắng nóng đâu, nhưng mà tại vì khi nào mình quay thì mình sẽ bật lên thôi, còn không thì mình sẽ tắt đi. Ở cái phòng mình thì nó cũng không phải gọi là quá là nóng. Còn nếu như mà bạn thời tiết của bạn ở cái môi trường mà bạn để nước hoa ấy, nó quá nắng nóng, thì việc các bạn để nước hoa vào tủ lạnh thì nó cũng là ok. Nhưng mà mình thấy rằng là thời tiết Việt Nam thực sự là nó chưa đến mức phải như thế cả. Còn nếu như bạn để ở trong tủ lạnh mà trong ngồi với môi trường ngoài bạn quá là chênh lệch nhiệt độ nhá, ví dụ tủ lạnh mà để tầm 10 độ mà ngoài tầm 35-40 độ ấy, thì khi bạn bỏ ra thì nó sẽ bị thay đổi nhiệt độ đột ngột, thì đến ngay cả con người thôi còn bị sốc thì nói gì nước hoa. Nên là cái việc để vào nó cũng mình nghĩ là không nên. Còn nếu như có điều kiện và bạn thực sự là có kinh nghiệm mà có cái việc học hỏi về cái việc sử dụng và bảo quản nước hoa trong tủ lạnh đấy thì bạn cứ sử dụng thôi. Đấy là quan điểm cá nhân của mình. Và chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Lê Anh Đức. Bạn hỏi rằng là cho mình hỏi theo thời gian thì nước hoa chiết có bị rò rỉ và hao hụt hay không? Nếu có khả năng chắc do chai chiết không tốt nên bị rò rỉ và hao hụt nước hoa nhỉ? Thực ra thì mình tất nhiên là cái việc hôm trước mình có nói một cái video về nước hoa chiết ấy, thì các bạn thấy rằng là đa số những chai nước hoa chiết thì những cái chai để đựng nước hoa chiết ấy thì nó đều là những cái công ty thứ ba đứng ra làm, có thể là công ty nước ngoài cũng có thể là công ty Việt Nam, thì tất nhiên là cái độ bảo quản nó không thể nào tốt bằng những cái chai chính hãng. Và cái việc thứ hai là cái việc các bạn chiết từ chai này sang chai nọ nó đã làm ảnh hưởng ít nhiều. Thứ nhất là về không khí các thứ, về cái áp suất các thứ nó cũng đã ảnh hưởng rồi. Và cái thứ ba đó là cái vòi của những cái chai nước hoa chiết ấy thì nó rất là to. Thì nên là khi các bạn xịt ra thì các bạn có thể bơm vào và không khí nó vào nó cũng sẽ ảnh hưởng. Đấy là mình nói những cái chai nước hoa chiết ở cái công ty thứ ba nhá. Còn nếu mà chai nước hoa chiết của chính hãng thì mình nghĩ rằng nó vẫn sẽ ảnh hưởng, nhưng mà nó cái thời gian ảnh hưởng nó sẽ lâu hơn, nó sẽ ít hơn. Nên là mình nghĩ rằng là cái vấn đề nước hoa chiết thì mình luôn khuyên những bạn nào hỏi mình về cái mảng đó là mình khuyên là nếu như các bạn muốn nước hoa chiết thì các bạn hãy làm sao mà dùng được một cách nhanh nhất
làm sao mà đừng để nước hoa chết cả lâu. Tại vì trước đây mình có để một chai nước hoa Spy Bomb của nhà Victor and Rob bản Extreme ấy, mình có để ở trong tủ đấy nhá, trong tủ quần áo của mình mà mình quên mất, mình để khoảng tầm 6-7 tháng mà sau này thì mùi hương của nó cũng bị ảnh hưởng và cái nước hoa của nó thì nó lên một cái vẩn vẩn kiểu hơi đục ấy, à, nó là có biểu hiện của sự thay đổi về cái mùi hương rồi. Nên là về cái vấn đề nước hoa chiết này thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng một cách thật nhanh và hạn chế cái việc là mình mở vòi ra mở vòi lại liên tục đó. Và đó là câu hỏi mình đã lựa chọn ra trong rất nhiều những cái câu hỏi các bạn hỏi mình. Có những câu hỏi thì mình đã trả lời rồi và có những câu hỏi mình đã trả lời riêng cho các bạn, và chủ yếu là có rất nhiều những câu hỏi hỏi mình có bán hàng hay không và nơi mình mua nước hoa uy tín. Thì thực ra thì mình cũng không quá là muốn recommend cho các bạn một nơi nào mua nước hoa uy tín online cả, tại vì mình thấy rằng là nếu như mua uy tín nhất thì các bạn hãy ra trung tâm thương mại, các bạn mua ở đó họ có bill, họ có chế độ bảo hành cho bạn. Còn nếu mua trên mạng thì thực sự là nó cũng hên xui. Mình thì nói là mua cũng nhiều nhưng mà gọi là thực sự tin tưởng một nơi nào đó thì cũng không đặt 100% niềm tin vào chỗ nào cả. Nên là các bạn mua thì nếu như các bạn muốn rẻ thì các bạn phải chấp nhận một chút rủi ro có thể xảy ra. Còn nếu như chắc chắn nhất thì các bạn ra trung tâm thương mại hoặc là nhờ người ở nước ngoài sách ở trung tâm thương mại hoặc là các store chính hãng về. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.